Xin chào mọi người đang xem kênh Thị Thu Thảo Vlog của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm nem lụi Nha Trang cho ba tụi họ ăn thử. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái chén này. Ở đây mình có thịt nè mọi người. Đây là thịt xay nha, thịt ba chỉ với lại là thịt chân trước á. Giờ mình sẽ pha gia vị nha. Ở trong này mình có muối nè, mình cho muối vô. Cái này là bột nổi. Cái này là bột nêm gà. Còn cái này á là nước xả nha mọi người, nước xả. Đường để cho nó có màu đẹp á thì mình sẽ cho vô trong đây cái dầu màu điều nha. Xong rồi đó, vậy là mình sẽ khuấy nó lên. Vậy là mình đã được cái chén tốt rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho thịt vô trong này nha, để mình mang đi tủ lạnh mình ướp một hồi. Có cái bọc đông đá thì mình cho vô cũng được, tại vì mình không có bọc đông đá. Mình sẽ cho vô trong cái này sao. Giờ mình sẽ trộn lên, trộn cho đều lên. Mình sẽ trộn cho đều cái này ra rồi mình mang vô bỏ xuống lại. Ai có nước còn than không nhỉ? Còn nhiều hết. Đóng như thế này. Cái này hồi nó là nước bằng khoang nè. Cái này là nem nướng nha, nem nướng Nha Trang. Để ta sẽ cho ra tụi hoa ăn thử nem nướng Nha Trang nha. Mình sẽ dàn cho nó mỏng ra, cho nó đều ra nha mọi người. Sau mình sẽ mang đi bỏ tủ lạnh chút nữa mình quết để cho cái nem của mình nó dai á. Hôm nay nhà mình sẽ ăn nem nướng với lại là bánh hỏi nha. Bây giờ mình sẽ đi luộc bánh hỏi. Là cái nhà mình sẽ ăn hết cái thịt này luôn. Cái bánh hỏi này luộc nhanh lắm, mình luộc khoảng tầm 4-5 phút là nó chín rồi. Còn cái bún kia kìa, cái bún bò mà sợi tàu á, trời ơi, luộc mười mấy phút luôn chưa chín nữa nha. Sắp nó lên đây để cho nó gáo nước cho mọi người. Làm quá trời nước luôn. Và bây giờ mình sẽ để đây đi nha. Để chuẩn bị cái máy này để mình quết thịt cho mọi người. Mình sẽ quết chút xíu cho cái thịt của mình nó dai hơn. Cái máy này quết ra cái gì nó cũng ngon. Chơi mỏng mỏng hơi dày quá là nó không chín á. Ok. Đó, mình được từng này đây. Đó, bây giờ mình sẽ lên sân thượng nướng nha. Nói ba tụi hoa đen đốt hen, tại vì cái này nó ướt rồi mọi người, nó khó khoái quá. Chứ nữa mình sẽ hái rau thơm, cho nó gá đồ xuống ăn nha. Nhìn nó cái bánh xe nó lên rồi mọi người. Trời, không biết nó chín nổi không nữa. Bây giờ nó vàng hết trơn rồi nè mọi người. Đó, có cái nào vàng lấy ra đi. Mấy cái nào vàng mình lấy ra nha, chứ để thôi nó khô. Thấy gì nó chín hết trơn rồi, tại vì cho nó vàng vàng cho nó có cái màu đẹp đó mọi người, chứ nó chín hết trơn rồi. Hầu quên mấy cái cây bên kia. Ơi, trời ơi. Tới nữa rồi, tới nữa mọi người. Tới rồi, tới rồi. Đại ca tới rồi. Ăn không? Chào ba ba. Ăn đi con. Cảm ơn cậu. Đi coi anh đi coi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu anh hết. Với con sữa. Ủa con quên rồi đấy.
Có mấy số vậy bố? Nó bay đứa ta. Bà tụi con xuống dưới gọi đầu xong luôn rồi đó. Bố có mấy gì? Chơi đâu gì? Ăn cái đó chơi không? Rồi. Rồi đi đây. Rồi xong. Ý đi hết luôn đi. Đó. Ý ơi 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 ơi. Tao đi vô trước à. Ba tụi Hon đang dọn lửa mọi người. Mỗi lần ấy xong là mình phải dập lửa nha. Chứ để mình thôi nó cháy qua cái gừng bên đây là báo công chuyện tới nữa đó nha. Nào tụi này nha Khánh ta. Bye bye ba tụi Hon. Giờ mình sẽ gửi đậu phộng lên nha. Sợ. Mình cho bỏ hành lên nha mọi người để cho nó thơm nha. Đó. Trời ơi, nhức nách rồi. Nước mắm chua ngọt nha mọi người. Đó, rồi, chuẩn bị ăn thôi. Xin chào, xin chào cả nhà xem kênh điện thoại vlog của mình nha. Nên mọi người ăn. Hôm nay menu가 이름이 뭐예요? Nem lụi. Nem lụi. Có thể hôm nay có bánh hỏi nữa nha mọi người nha. Nha, đây nè. Quán á. Nè, mọi người miếng. Đó là bán đi một chân ăn đi. Bán đi chân ăn. Nè. Cho một miếng bánh hỏi lên rồi mình thật ra cái nha. Nè. Trời đất ơi. Chết cười. Nè, một miếng bánh hỏi. Lấy miếng bánh hỏi dưới á. Đó, mình sẽ để miếng bánh hỏi lên nha mọi người. Đó. Ừ, làm theo đi. Nè. Ok. Người ta mới giá chê. Sang chùa. Ui. Ui. Yobokosu. Ba tụi Hon rất là thích ăn rau húng lủi này nha mọi người. Đó, thì ta mê. Đâu hôm nay cô su rất thỏa mùi chứ. Vô cái mảnh này cho nào. Ba tụi Hon thích ăn rau này lắm mọi người. Nào đây rồi, lấy hết cho. Cái kéo nữa thì lấy lại rồi. Nè. Thế thì làm cho cô su này, cái cũng chưa ăn được. Ồ, trời. Ừ. 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 Hết luôn cũng được. Uống đi sang chút rồi. Ngon vừa ăn lắm mọi người. Cái gì vậy? Mấy cái kia. Ngon này, ngon này, cho tôi ngon này. Tại chấm nước mắm đây, ăn cho cảm nhận nha. Được chưa? Ok. Ừ. Ừ. 오빠는 천하면 이렇게 벌써 비비고 있는. 막 trước kìa, mặt trước kìa, mặt trước kìa. Ăn đi. Đấy, muốn vô vô dưới đi, thử đây. Ba đi không? Được không? Ngon. Thật ngon, được đấy. Ngon. Ngon hả? Cái này gọi là cái gì? Cái này bữa nay cả nhà mình đang đi Nha Trang nha mọi người. Đó, mình sẽ cho một miếng thịt lên cho nè. Cay quá. Cay quá, nước mắm cay hả? Đó. Rồi mình sẽ quắn lại nha. Nè, bánh ở dưới nè. Để lại đây đi. Rồi mình sẽ chấm nước mắm chua ngọt. Được đó. Bánh răm, thật chút. Ừ, cho đó. Bánh chút chứ mà. Cứ bánh ăn chua đi. Ba tụi Hon chấm cho nhiều là mặn mặn không? Không, phải mình chấm cho cố luôn. Ừ. Chấm gì vừa thôi. Thôi. Bà cũng không nói nè. Bắt chước theo anh của mình á. Mình thì thấy hơi mặn mặn mới ngon nha. Thơm. Chứ giờ ăn một con. Trời ơi. Ngon quá à. Giọng xuống xuống bây giờ luôn. Không. Không nè. Dạ. Có bị gạt không? Nem bị gạt. Vừa hả? Ngon quá. Có hành phi thơm á. Nhưng mà nó không được nhiều, phải nhiều tí nữa mới ngon.
nhiều vô, ăn nhiều vô đi. Giờ bữa về dẫn cho đi Nha Trang sao? Giờ ăn món Nha Trang trước đi. Mấy Út về đi Nha Trang sao? Mấy Út về đi Nha Trang nha. Đi Nha Trang không? Chưa biết. Chưa biết. Đi thì tốn tiền nữa. Đi thì tốn cỡ chừng hai người thì mười mấy củ nữa. Được không? Tụi không đi Đà Nẵng vậy là rẻ mà. Thật nó. Được không? Ba tụi không khen ngon rồi. Vậy là ăn món Nha Trang được rồi. Được rồi, đi món này biểu. Để không ăn cùn cùn. Ừ. Cay coi đó mày. Ừ, bữa nào ông anh không cay mà ba tụi không cay mà. Bữa nào bà mê không tới. Cay quá, chắc ăn ngồi lưu hồi. Bữa nay mình làm nước mắm ở Việt Nam. Thuốc bắt đắc cay rồi, ế rồi. Ừ. Nước mắm vừa ăn. Nem cũng vừa ăn. Rồi. Đi đi. Được không? Nãy mình có cắt thêm mấy cọng rau găm nữa. Ba từng hoang chê rau găm giống như là mùi xà bông nên là không ăn nhiều nữa. Vô. Còn mình hỏi chắc mai nước thịt heo quay quá. Tại vô. Chừng nào mà thao túng bà tụi hoa ăn luôn cái ốc cát rồi. Bữa nay mình thấy hơi thiếu bia. Ồ, chôn xô đi. Chôn xô đi. Dì nè, nó mới mát nè. Rồi còn nữa con ăn uống đi nha. Bữa hay, vô. 1, 2, 3, vô. Liện đi, gán liện nha mọi người, liện. Trời ơi à. Cho ba tụi con liện trước đi. Dẫn sức, dẫn sức. Bé thứ năm phải thế nào? Coi dẫn sức cái gì kìa. Không cũng ngon. Ăn không hiểu rồi. Chưa. Không cũng ngon rồi. Hồi đó mới qua nhớ mắc cười, ba tụi hoang nằm gói cuốn ăn kiểu gì biết không? Cái gì? Táo, củ cây đỏ, dưa leo. Thôi. Dưa chấm cái gì ta? Chấm cái sốt vàng vàng mật ong á. Trời đất ơi. Thắt cái thầm kịch ạ. Rồi, nhanh lên, không nhanh lẹ cái tay là một hồi nữa là nghỉ đỡ luôn á. Ơi cha, ta mi cha. Mùi hôi cũng mặn rồi, khỏi chấm nước mắm. Khá là một từ một phương rồi. Khỏi cuốn. Quý gồm này. Mà vì bố đi cái xong tiền rồi chứ. Lấy cái sẹt cho mày sẹt lên. Mày đi tì. Bố đi tì hết. Mày đi vậy bố chùa. Trời ơi trời. Mà thì chứ. Đây là trái đầu tiên hả mọi người. Chứ không chắc vậy. Bà sẽ kết. Không cho mùi. Nó thơm. Trái nào đây giòn là nó giòn cũng giòn lắm hả. Ông cứ thật chứ. Ừ. Bà ấy thật chứ nào hình thế. Ôi. Biết. Kìa bà nó sợ kiến thân đi. Em mình lột cái vỏ nó ra như thế này. Chắc có 5 cái rồi. Lấy cái có mọi người. Xin tìm. Rồi bữa nay ngon quá mọi người. Nay là lần đầu tiên ba tụi hơn ăn nem lụi Nha Trang nha. Cảm ơn mọi người. Chị con xin video của nhà mình. Hẹn mỗi video sau. Nhớ đăng ký video để ủng hộ kênh nhà mình nha. Bye bye.